Kính chào bà con và các bạn. Bây giờ là khung thời gian dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng. Thưa bà con và các bạn, các loài cá nước lạnh như cá tầm mang lại giá trị kinh tế rất cao. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng có thể nuôi được. Với lợi thế về nguồn nước tự nhiên, nhiệt độ thích hợp, Đầm Rồng hiện là một trong số địa phương triển khai mô hình nuôi cá nước lạnh. Hiện địa phương này có 5 doanh nghiệp và một số hộ dân tham gia nuôi cá tầm với quy mô hơn 10 hectare. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi những hình sau đây. Anh Nguyễn Duy Khánh quê ở Vũng Tàu, 2 năm trước nhận thấy điều kiện khí hậu và nguồn nước ở Đầm Rồng phù hợp với nghề nuôi cá tầm. Anh cùng một số anh em trong gia đình quyết định đến địa phương này lập nghiệp. Qua hơn 2 năm nuôi cá tầm ở Romen, Đầm Rồng, anh đã có hơn 22 hồ cá nuôi quay vòng. Ở trang trại cá tầm này luôn có 12 hồ đầy cá. Năm 2018, hồ cá này đã xuất bán ra thị trường gần chục tấn cá thương phẩm với giá bán 180.000 đồng một ký. Nguồn nước ở đây đủ điều kiện để nuôi cá nên em mới lên đây nuôi. Nó hợp khí hậu là nước sạch, nhiệt độ thì vừa đủ, với oxy thì dư để cá nó phát triển tốt. Nuôi ở đây thì ít chết hơn là nuôi ở lồng bè, tại vì là nó là con nước, nhờ nước nếu mà được đủ điều kiện thì cá nó sẽ phát triển. Mặc dù là loài cá đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng do đặc điểm của loài cá nước lạnh nên không phải nơi nào cũng nuôi được. Với địa bàn xã Romen nằm ở thượng nguồn của dòng suối nước mát, nhiệt độ quanh năm mát lạnh, dòng nước trong lành chưa bị ô nhiễm là môi trường thuận lợi cho loài cá này phát triển. Hiện nay xã Romen có 2 doanh nghiệp và 4 hộ nuôi. Những hộ nuôi nhiều trên dưới chục ngàn con giống, hộ nuôi ít cũng có đến 1.000 con. Bước đầu, một số hộ đã có cá thương phẩm xuất bán ra thị trường với lợi nhuận khá cao. Thì nói chung là nếu mà với thu nhập gia đình mình thì là tạm ổn, so với thu nhập của cây cà phê thì nó cao hơn. Hiện tại bây giờ thì chưa có nói đến thu hồi vốn được, tại vì mình mới bắt đầu nuôi mới được năm nay, mới được là bắt đầu sang năm thứ hai. Nếu mà như con cá này thì nếu mà nó xuôn ra thì với số tiền mình bỏ ra như vậy thì ít nhất chắc phải trong vòng phải 3 năm mới lấy được vốn. Nuôi cá tầm hiện vẫn là mô hình rất mới ở Đầm Rồng, đang được địa phương và các ngành quan tâm tạo điều kiện cho bà con phát triển. Gần đây, huyện cũng đã tạo điều kiện cho các hộ thành lập một hợp tác xã nuôi cá tầm tại xã Romen. Về phía ngành nông nghiệp, cũng đang cử cán bộ về cơ sở để hướng dẫn các hộ chăn nuôi về kỹ thuật chăm sóc phòng bệnh, đồng thời khảo sát thực tế để có cơ sở định hướng, kiến nghị các ngành chức năng tạo điều kiện về nguồn vốn vay cho các hộ. Nuôi cá nước lạnh là một cái ngành nghề mới ở địa phương. Thì thời gian gần đây, đặc biệt là từ năm 2016 trở lại đây, một số hộ và một số doanh nghiệp đã đến là khảo sát, nhận thấy rằng cái tiềm năng ở Đam Rông có cái tiềm năng để phát triển nuôi cá nước lạnh. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 5 doanh nghiệp và 4 hộ gia đình đang nuôi cá nước lạnh với cái diện tích mặt nuôi là khoảng 3 hectare. Thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một ngành nghề mới, và qua tìm hiểu và qua một số hộ đã thử nghiệm nuôi thì nó cho cái hiệu quả kinh tế rất là tốt. Trên cơ sở cái nghiên cứu của cái báo cáo đánh giá và cái khảo sát của Viện Nghiên cứu Thủy sản 3, đồng thời qua khảo sát đã nắm được một số cái khu vực và có tiềm năng lợi thế về nuôi cá nước lạnh, đặc biệt là nuôi cá tầm. Thì chúng tôi là đang là tiếp tục là theo dõi, phối hợp với là các xã để rà soát lại các cái khu vực để khuyến cáo hướng dẫn để các cái hộ, đồng thời là tham mưu ủy ban huyện để có kế hoạch trong thời gian đến để tiếp tục là hướng dẫn thu hút các cái hộ gia đình và các cái doanh nghiệp đến trên địa bàn huyện để là thu hút và phát triển nghề này. Việc nuôi cá tầm bước đầu đã mở ra triển vọng khả quan cho ngành chăn nuôi ở Đầm Rồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn lớn, đồng thời kỹ thuật chăn nuôi của bà con nông dân chưa nắm vững, nên nếu muốn phát triển cá tầm thành thương hiệu của địa phương, thì vẫn còn sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương. Để có thể kịp thời hỗ trợ bà con về kỹ thuật, tạo điều kiện về vốn vay, cũng như quản lý chất lượng con giống, chất lượng cá thương phẩm, từ đó tạo đầu ra ổn định và lâu dài cho bà con nông dân.
Bà con và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, cây dâu con tằm đã giúp nhiều hộ nông dân làm giàu. Trồng dâu nuôi tằm dần trở lại với sự phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có Lâm Hà. Ghi nhận phương thức trồng dâu nuôi tằm công nghệ mới tại Lâm Hà, mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Trong những năm vừa qua, hiệu quả kinh tế của cây dâu con tằm ở Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã được khẳng định. Nông dân các xã Liên Hà, Hoài Đức, Đông Thanh, thị trấn Nam Bang đã đưa cây dâu tằm trở thành loại cây trồng cho thu nhập cao nhất trong các loại cây công nghiệp dài ngày. Đây là thành quả của hơn 3 năm chuyển giao nguồn giống dâu cao sản S7CB và VA201, ứng dụng kỹ thuật mới nuôi tằm gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm tơ kén ở địa phương. Gia đình ông Trần Văn Thọ ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà chỉ cần khoảng 3 sào dâu là đáp ứng đủ cho việc nuôi 3 hộp tằm một lứa. Gia đình ông cũng trồng giống dâu mới là CB07. Nhờ ứng dụng chuyển giao giống dâu cao sản và kỹ thuật mới nuôi tằm trên sàn nên sản lượng kén tăng rõ rệt. Ưu điểm của cái mình đưa xuống nền đất ấy, thì cái thứ nhất là làm cho cái chất lượng của cái con tằm nó sẽ rất đảm bảo. Khi mà tại sao nó đảm bảo thì cái con tằm là cái da của nó là rất là nhạy cảm. Khi mình thay phân ấy, thì nó sẽ bị xây xước, nó sẽ rất là dễ bị nhiễm bệnh. Thế nhưng nếu như mình đưa xuống đất thì tuyệt đối cái việc thay phân là mình không cần thiết. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó giảm thiểu được cái ngày công lao động rất là nhiều. Như chị thấy, tức là khi mà cho ăn thì không khác gì người ta phơi rơm. Thì đấy là cái ưu việt của nó. Cái ngày công thì cái dâu tằm thì bây giờ nó, thứ nhất là cái năng suất của dâu tằm thì cũng rất là cao. Bây giờ nó như thế này thì phải cái ngày công nó giảm rất rất là nhiều. So với năng suất và giá cà phê, giá chè cành cùng thời điểm 3 năm vừa qua, thì trên 1 hecta mỗi năm trồng dâu nuôi tằm giống mới ở Lâm Hà bằng các biện pháp kỹ thuật mới đã thu lợi nhuận cao hơn từ 2 đến 3 lần. Bình quân mỗi tháng chu kỳ nuôi từ tằm con tuổi 4, bà con nông dân có thể nuôi được 2 lứa tằm. Lâm Hà đã và đang hình thành các vùng trồng dâu nuôi tằm tập trung, bước đầu hình thành các làng nghề ươm tơ dệt lụa tại vùng Tân Hà, thị trấn Nam Bang và xã Đông Thanh. Cây dâu tằm trở thành một trong 3 cây mũi nhọn của địa phương. Hiện nay thì xã có thành lập cái tổ hợp tác dâu tằm tơ và để liên kết giữa người nuôi, người thương mại, người thu mua kén và nhà ươm. Hiện nay thì cái tổ hợp tác đó là do hội phụ nữ là làm chủ và đã có 70 thành viên tham gia cái tổ hợp tác, cái chuỗi liên kết từ người nuôi tằm cho đến người thu mua kén và người ươm tơ có mặt tại địa phương. Và tổng số hiện nay các số hộ mà nuôi tằm trên địa bàn xã là cũng chiếm khoảng 30% các hộ dân để nuôi tằm hiện nay so với trên mặt bằng chung của thị xã hiện nay. Hiện ở Lâm Hà đã hình thành nhiều cơ sở ươm tơ với máy móc hiện đại công suất cao như cơ sở ươm tơ Huy Vạn Hạnh, công ty cổ phần Ecoren. Mỗi năm cung ứng cho thị trường hàng ngàn tấn tơ thành phẩm đạt chất lượng. Với công ty thì sản xuất hoàn toàn tự động và có đội ngũ chuyên gia, nhất là chuyên gia Trung Quốc hỗ trợ. Cái ngành tơ tằm này á là xuất phát được từ Trung Quốc, cho nên mọi cái về phía công ty Eco Green Life á đặt tiêu chuẩn lên hàng đầu. Với kỹ thuật nuôi tằm mới tận dụng sàn nhà, né gỗ và những giống dâu đạt chất lượng, cùng với đó là sự liên kết với các đơn vị thu mua ươm tơ dệt lụa trên địa bàn, nghề trồng dâu nuôi tằm đã và đang mang đến công việc ổn định với giá trị kinh tế cao cho vùng đất Lâm Hà. Bà con và các bạn thân mến, trong quá trình trồng sầu riêng, thì giai đoạn ra hoa kết trái là giai đoạn thường xuyên bị mắc phải sâu bệnh nhất. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cũng như chất lượng trái của cây sầu riêng. Trong giai đoạn này, loài sâu ăn bông và sâu đục trái là hai loài sâu hại nghiêm trọng nhất. Mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu đặc điểm hình thái cũng như biện pháp phòng trừ sâu hại kịp thời nhất. Loài sâu ăn bông rất phổ biến trong vườn sầu riêng. Khi thành bướm, chúng có màu vàng nhạt,
chiều dài sẽ cánh khoảng 28-30mm. Ấu trùng thường có màu nâu nhạt. Ở dưới lưng thường có đường sọc đỏ, ở hai bên thân thì có sọc vàng. Sau có chiều dài khoảng 10mm. Bướm thường hoạt động về đêm, chúng đẻ lên các chùm bông. Khi nở ra, sau non sẽ ăn cuống bông đục vào bên trong, rồi làm hư hại cả nhụy đục, nhụy cái, cánh bông, khiến bông bị hư hại và không thể thụ phấn được nữa. Khi sau non tấn công vào chùm hoa, bạn có thể dễ dàng nhận biết qua các lỗ đục và cả phân đen ở phía bên ngoài. Khi sau đục thì phân thường đùn ra bên ngoài chùm hoa. Ấu trùng thường gây hại nặng vào giai đoạn tuổi 3 và tuổi 4. Sâu thường hóa nhọn bên trong cánh bông. Giai đoạn bắt đầu hình thành trái. Trong giai đoạn hình thành trái, nhất là giai đoạn trái non và trái lớn, cây thường bị sâu đục trái tấn công. Bướm đục trái có kích thước thân khá nhỏ, thường chỉ dài khoảng 12mm. Bướm thường có màu vàng, trên cánh có chấm đen. Trứng thường được đẻ trên các trái non và sâu non sẽ đục vào trong trái. Sâu non thường có đầu màu nâu, thân mình sâu có màu trắng ửng hồng. Bướm thường hoạt động vào ban đêm là chủ yếu. Ban ngày chúng thường nấp dưới các tán lá. Sâu ăn trái thường phá hại từ khi trái còn non đến khi trái già và sắp chín. Tuy nhiên, giai đoạn bùng phát mạnh nhất là khi trái còn non. Biện pháp phòng trừ hiệu quả. Việc áp dụng các biện pháp sinh học luôn được khuyến cáo sử dụng, đặc biệt là sử dụng các loài thiên địch như kiến sư tử hoặc chim sâu để tấn công từ bên ngoài và tiêu diệt sâu tốt hơn. Các loài như bọ ngựa, nhện đều có thể tiêu diệt được sâu. Cần chú ý thăm vườn thường xuyên giai đoạn cây đang ra hoa và đậu quả để phát hiện sớm dấu hiệu của sâu ăn bông và sâu đục trái. Sử dụng bẫy pheromone để hấp dẫn bướm. Nếu trong vườn xuất hiện dấu hiệu của sâu hại quá nhiều thì có thể sử dụng thêm các loại thuốc hóa học như Abatin 5-4EC, Regen 5SC, Britin 1.8EC, Sagolet 30EC để phun cho những cây bị sâu nhiều. Phun các loại thuốc này sẽ giúp cây thụ phấn được nhiều hơn và cũng tránh được hiện tượng trái bị sượn. Nên phun thuốc sớm ngay khi cây có dấu hiệu của sâu bệnh sẽ tốt hơn. Cần chú ý bảo đảm thời điểm phun cách thời điểm trái chín, không để thuốc còn dư trong trái gây hại người tiêu dùng. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái tạm biệt.